chị xem video nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều nha. Đang làm cô chú anh chị, máy xúc nó đang làm nha. Mai chủ nhật nha, cũng làm luôn cô chú anh chị và các bạn. Làm bờ kè, muốn làm bờ kè tốt ở ngoài kia nữa, qua bên kia luôn cô chú anh chị. Đó. Tới con sông bên kia. Chào chú anh chị nè, đây là người ta cái công trình đang xây dựng cái bờ kè nữa nè của chú anh chị. Đó, thấy người ta làm này, một đống bê tông có khép trong này nè của chú anh chị, rất là nhiều luôn ha. Bên kia người ta cũng đang làm luôn á, à, ta muốn mở rộng bờ kè ra của chú anh chị, rất là nhiều luôn, thành núi luôn, núi bê tông luôn nha của chú anh chị, rất là nhiều. Công trình này cũng đang làm nhà có chú anh chị thấy không, đó quay tông nè, đó còn cái này gió yên nhiều gió ốc nè, ôi quá trời đây luôn, đó. Đó ở dưới là làm đó, là bỏ mấy cái bê tông nè có chú anh chị, nó xuống biển quá chừng luôn á. Bờ biển là dài tú bên kia chắc là người ta làm dọc dọc bên kia đó chú, bên kia thấy máy xúc nó cũng đang làm bên kia nữa kìa, xúc bên kia đó. Đó đây là cái bãi này, bãi chắc nó ta làm dài dài đó nữa, nay trời yên biển lặng này của chú anh chị rất là đẹp, hôm nay mà thủy chiều xuống nữa cái đẹp lắm rồi của chú anh chị và các bạn. Hôm nay thấy chiều đang lên đó, phải cái bờ đê nè, đó rất là dài xuống đây luôn rồi các chú chị. Đây biển Bảo Thuận huyện có huyện Ba Tri nha các chú anh chị, à, Ba Tri Bến Tre, tại vì có đứa em cũng gần đây rồi, sẵn xuống nó chơi rồi sẵn mình ghé đây xem chút xíu rồi mình ghé với em chơi. Đó. Tính trong đây nước suốt người ta cào như thế nào, quay lại cho cô chú chị xem mà xuống đây lúc nào nước cũng tới chiều nó cũng lên không à cô chú chị. Đây tới chủ nhật rồi mấy em xuống này cũng chụp hình nè, mấy em học sinh đồ nè cô chú anh chị. Mình nuôi phim này cho nó vui vậy đó. Đây là kè, nó làm ở vui vậy nè, sóng đánh không có lỡ được chú chị các bạn. Rồi bên kia là điện gió nè cô chú chị. Đó, điện gió ha. Nó nằm ở ngoài tốt một khơi thì chú chị mình đi ra có được, đứng xa xa mình thấy rất là nhiều luôn á, làm điện gió quá vậy, đang chạy luôn á chú chị. Anh chị và các bạn, hiện tại mình đứng ở bờ kè bờ đê biển Bảo Thuận nha cô chú anh chị và các bạn. Rồi hiện tại mình đang đứng ở công trình xây dựng bờ kè đó, công nhân đang làm nè cô chú anh chị và các bạn, đó công nhân đang làm ha, ngày chủ nhật này cũng làm luôn cô chú anh chị để kịp tiến độ làm bờ kè ha. Ta đổ ra những bê tông như nè, đó rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Đó, bê tông rất nhiều ha, đổ ra thành như thành cái núi bê tông luôn á, đó cục này mới ta kè ra cô chú chị. Đó mấy công nhân đang làm ha, đổ kè có máy xúc máy cuốc gì
xe tải rồi rất là nhiều luôn các chú anh chị. Đó, công trình này cũng lớn, làm chút cũng lâu á. Đây là bờ kè mà. Đó, bờ kè biển nè các chú anh chị. Đây, bờ kè biển này ha. Đó, biển này biển lặng ha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị xem video nha. Chúc cô chú anh chị ngày chủ nhật vui vẻ nha. Chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại bờ địa biển của Bảo Thuận cũng có hai cái quán cũng mới mở nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào xuống tham quan bãi biển thì hãy ghé cái quán nắng biển nè cô chú anh chị. Nắng biển là ở sát bờ đê luôn ha. Bãi biển hai xuống tham quan thì xuống đây ăn uống gì trong cái này nào cũng mới mở cô chú anh chị. Đẹp cũng rộng rãi lắm ha. Còn cái bên là Cồn Nhàn ơi nha cô chú, hai cái quán này cũng sát bên nhau ha. Rồi cô chú chị nào xuống tham quan thì biển phải ghé hai quán này nha cô chú anh chị. Rồi tươi sống luôn ha. Hai quán nắng biển và Cồn Nhàn ơi nha cô chú anh chị. Mới mở luôn ha, mới mở đầu năm. Hồi Tết tới giờ. Rồi có dịp nào cô chú anh chị ghé biển Cồn Nhàn, biển Bảo Thuận của Ba Ti nha cô chú anh chị. Rồi hãy ghé thưởng thức những món đặc sản của vùng biển Ba Ti nha. Rồi chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chào cô chú anh chị và các bạn. Đây biển này người ta cũng đang tắm nè ha. À, chú anh chị thấy không? Biển này cũng tắm được này cho chú anh chị. Đó. Đó, người ta tắm nè, thuốc ngoài nữa. Đó. Thế chiều xuống thì sóng ít, mà tới chiều lên thì sóng nó cao vậy cho chú anh chị. Đó, người ta đang cũng đang tắm nè, đó, người ta đi chơi người ta tắm này cho chú anh chị. Má biển này cũng tắm được nhé. Để về xuống là ta xuống ta tắm được á. Đó. Cũng biển cũng sạch lắm cô chú chị chứ không có dơ ha. Biển rất sạch nha. Đó, những xe du khách nè, xuống giờ ta đi về nó cô chú chị. Đó, biển sóng thì rào luôn ha. Có cầu thang cho mình đi xuống nè cô chú anh chị. Đó, những cầu thang đi xuống dưới đó. Thì chiều xuống là mình xuống dưới được luôn ha. Xuống mình tắm ha, mình đi bắt nghêu rồi cô chú anh chị và các bạn. Lớn lên thì sống nhiều hơn chút hồi nãy cô chú anh chị. Để chiều lên là sống nhiều hơn chút xíu ha. Đó, sống đập rồi, sống này nước lớn rồi đó. Để chiều lên rồi. Sống cũng hơi lớn chút. Rồi, khách đi mình đi về nè. Đó, chúng ta cũng đang đào bờ kè nữa cô chú anh chị. Cái địa biển này cũng mới ha, mới mở. Ta cũng giờ ta cũng đang thi công đào bờ kè cô chú anh chị. Có cầu thang xuống nè cô chú anh chị, đó có cầu thang xây để cho mình xuống dưới bãi biển chút dưới, nhưng mà giờ thì chiều lên không xuống được. Đó thì chiều đó cầu thang đi xuống nè, chút dưới luôn.
cũng đó là bắt nhiều rồi đó cô chú anh chị, tham ơn nhiều với nhiều. Đây bãi biển này khúc này nghe thấy người ta tình cừ không cô chú anh chị vậy các bạn, từ lấy những cây dừa ta cừ nè, sợ lỡ nè đó, dọc 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 đó ha. Quá trời luôn rồi cô chú chị, là đá nè nè bỏ dưới đây nè ha, này công ty cũng đang làm đó cô chú chị, máy xúc mà nhóc đây nè đó, người ta làm nó cười dài vòng 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 bên đó ha, đó công ty nó cười cho nó lỡ cô chú chị đó. Bên đây nó cũng có một dải điện gió nè, mà bên đây nó chưa hoạt động hay sao á. Rồi xa xa những khó thì những cá ngoài khơi nè cô chú, xa xa ngoài á rồi đó, đó thì những cá ngoài đó. Còn ở dưới này cũng có đó, cũng có điện hoạt gió ha cô chú anh chị các bạn. Phía dưới thì có mấy người tắm ở dưới đó, nước này biển này cũng sạch lắm cô chú anh chị, không có rác luôn á nha, nè cô chú anh chị thấy không, đâu có miếng rác nào luôn á, sạch đó. Chỗ này bãi biển này sạch là cô chú anh chị tắm được, chỗ này là nó không có biển, nó không có động máy, nó biển thì nó sống hết á. Đây những công trình làm bờ kè này nữa cô chú anh chị đó, lúc này ha này có máy cuốn này đó, làm bờ kè nè đó, bê tông đó, người ta cũng đang làm đó cô chú anh chị, này chủ nhật cũng làm luôn ha. Vài năm nữa xuống này cũng đẹp lắm cô chú anh chị, người ta làm bờ kè xong rồi xuống đây đẹp lắm ha. Đang cũng còn quan sơ nhiều ha, còn mấy cái quán cũng không nhiều đâu cô chú chị, vài năm nữa. Rồi chào cô chú chị nha. Đây có những dãy quán nè cô chú chị, cũng có cái quán nhiều, cũng nhiều quán lắm ha, quán nè, quán Kim Ngân này cô chú chị, có quán Kim Ngân ha. À, quán này cũng lâu rồi, lúc mà mới mở bờ kè đã quán này có rồi cô chú chị. Còn cái quán Nắng Biển thì mới mở, với quán Còn Nhận Ơi cũng mới mở luôn ha, còn mấy quán này lâu rồi, lúc mà đang làm bờ kè là người ta đã mở rồi cô chú chị. Này mấy em học sinh cũng xuống đây chơi nữa, còn mấy xe công nông này người ta chuyên chở cát đá nào xuống người ta làm kè đó cái chỗ đổ bê tông rồi đó. Rồi mấy em bé này đi tắm, mấy đứa đi tắm hay đâu á, tắm đi mát lắm á. nắng với mát, rồi đây là tắm gì không đó, thấy không đó, ta tắm nhóc đó. Gặp mấy em học sinh này, suốt năm tới đứa xuống đây tắm mát, mà hơi nắng thì biển mà nắng chứ đâu có mát được, thì xuống tắm mát rồi thôi. Này nuôi nghiêu là có chú anh chị thấy không, xã thị sản Bảo Thuận đó, quản lý nuôi và khai thác nghiêu đó cô chú anh chị, có hoạt đầu nghiêu mát đi ra ngoài xa 2 mét rồi chiều dài 2 mét luôn, là một bãi cũng rất nhiều bãi nha cô chú anh chị, chiều người ta xuống đây đông lắm á, trưa thì nắng người ta không xuống nhưng buổi chiều người ta xuống đâu. Đi rồi đó, nè, rất là nhiều giải mà người ta cắt đây người ta làm quán này cô chú anh chị đó. Cảm ơn cô chú anh chị xem video, nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé, cảm ơn.
chị và các bạn nói chuyện nha.